Mạc Văn Khoa bị kẻ trộm lẻn vào quán giữa đêm, xem lại camera mà rùng mình. Bên cạnh lĩnh vực nghệ thuật, Mạc Văn Khoa lấn sân sang kinh doanh, nam diễn viên mở chuỗi cửa hàng bún đậu và hoạt động có tiếng tăm. Mới đây, một chi nhánh quán ăn của Mạc Văn Khoa đã bị trộm lẻn vào. Trên trang cá nhân, Mạc Văn Khoa tiết lộ câu chuyện quán ăn gặp trộm. Sự việc xảy ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 21 tháng 10, được camera ghi lại. Đối tượng sau khi đột nhập vào bên trong đã lục lọi một lúc lâu. Thậm chí, người này còn ngang nhiên soi đèn, bật điện trong phòng bếp để tìm kiếm đồ vật có giá trị trước khi rời đi bằng cách trèo tường. Chia sẻ để cả nhà mình cảnh giác ạ, trộm vào quán của em ở dưới Biên Hòa, dịch bệnh đã khó khăn lắm rồi, với lại quán em không có gì đâu, chỉ có mắm tôm thôi à. Mạc Văn Khoa chia sẻ. Hành vi manh động của kẻ gian khiến nhiều người phải khiếp sợ. Bên cạnh đó, khán giả cũng nhắc nhau nên đề cao cảnh giác hơn trong việc bảo quản tài sản. Trước đó, vẫn đang đeo bám quán ăn của Mạc Văn Khoa khi tiếp nhận ý kiến phản ánh từ khách hàng. Cụ thể, một tài khoản mạng xã hội tỏ thái độ bức xúc khi có dán trong thức ăn mua về, giá cả cũng cao ngất ngưỡng so với thị trường. Sự việc gây ra ồn ào không nhỏ, ảnh hưởng đến hình ảnh của Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa sau đó cũng đã lên tiếng về sự việc đang gây hoang mang trong dư luận. Anh xác nhận, chuyện này có thật nhưng đã xảy ra từ vài tháng trước. Câu chuyện không như mọi người nghĩ, sự thật là chúng tôi được một khách hàng mua về, báo qua điện thoại trong mắm tôm của họ có dán. Sau đó chúng tôi đã xin lỗi và đổi cho khách phần ăn khác. Tuy nhiên tôi cũng xin khẳng định, mắm tôm của quán tôi được chính tôi đặt mua tại Thanh Hóa. Chính tôi là người vào bếp kiểm tra kỹ công đoạn chế biến mắm tôm, nhưng mà khách hàng họ báo như vậy thì tôi phải chấp nhận. Nam diễn viên bộc bạch. Chia sẻ thêm về lời phản hồi bán giá cao, Mạc Văn Khoa cho biết do đồ ăn được lấy từ quê vào nên chi phí tốn kém hơn. Tuy nhiên khách đến quán vẫn rất đông và họ cảm nhận được thức ăn ngon nên họ chấp nhận. Tôi đọc được nhiều thông tin nói về giá cả nhưng mà tôi không dám lên tiếng vì khách hàng ủng hộ tôi nhiều. Anh giải thích, bài viết của Mạc Văn Khoa nhận được nhiều sự quan tâm sau khi đăng tải. Mới đây, chương trình Tài Tám Tếu đã lên sóng với sự xuất hiện của diễn viên Phương Lan, diễn viên Mạc Văn Khoa và diễn viên Lê Dương Bảo Lâm. Tại chương trình, các nghệ sĩ đã cùng nhau bàn về chủ đề nước mắt đàn ông. Diễn viên Phương Lan vừa nghe thấy chủ đề đã sốt sắng bày tỏ, theo tôi một người đàn ông mà khóc là thiếu bản lĩnh, khóc chỉ là hình tượng phù hợp với phụ nữ thôi, còn với đàn ông thì không được. Lê Dương Bảo Lâm phủ nhận quan điểm với Phương Lan và nói, tôi nghĩ khóc là bản năng trong mỗi con người, ai cũng có. Con người ai chẳng có lúc đau, lúc buồn, lúc thất bại. Những lúc đó ai chẳng khóc, khóc xong rồi làm lại từ đầu. Đừng nghĩ mình là đàn ông không được khóc rồi cứ nín, nín lâu ngày ủ thành bệnh. Phương Lan vẫn quả quyết, một người đàn ông mạnh mẽ dù đụng phải bất cứ việc gì cũng bình tĩnh giải quyết được hết. Người đàn ông mà cái gì cũng giải quyết bằng nước mắt thì quá yếu đuối. Mạc Văn Khoa phản đối, tôi không đồng ý, mọi người thấy mắt tôi thâm như thế này vì tôi khóc nhiều quá. Ở nhà vợ tôi hay gọi tôi là Khoa Đẫm Lệ, đấy là biệt danh ở nhà của tôi. Tôi thích khóc vì mỗi lần khóc cảm giác đã lắm, cảm giác được bung tỏa mọi thứ ra, cơ thể thoải mái. Mỗi lần khóc xong tôi thấy nhẹ lòng đi bao nhiêu.